Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Dược sĩ Thu Hà. Ngày hôm nay Thu Hà sẽ mời mọi người cùng với Thu Hà làm một chuyến Đà Lạt trong mơ mọi người nhá. Thế thì để mọi người không phải chờ lâu hơn nữa, tí nữa Thu Hà sẽ review cho mọi người từng cái quá trình đi này rồi như thế nào, đến rồi tất tật mọi thứ cho mọi người cùng trải nghiệm với Thu Hà trong chuyến đi này nhá. Ngày hôm nay thì Thu Hà sẽ đi cái xe này lên Đà Lạt. Tại vì là Thu Hà đang ở Sài Gòn rồi thì đi xe để nó tiện hơn, đi máy bay mọi người. Bây giờ Thu Hà sẽ review cái chuyến đi cái xe này Đà Lạt, xem cái nội thất của nó đây mọi người nhé. Mọi người xem là như thế nào mọi người. Chúng ta chỉ bắt đầu khởi hành từ 10:30 đêm, tức là 22 giờ ấy, hai người đêm mà lên tới thế, Đà Lạt là 5 giờ. Ôi, chuyên cương mặt đất mọi người ơi. Mọi người chỉ cần ngủ một giấc thôi là đã ten tới Đà Lạt rồi, chi phí rất là rẻ. Nói chung là cứ êm ru mình cứ ngủ một giấc dưới 400 ngàn mọi người ạ. Đây ạ. Trang bị là mỗi một tất tần tật tốt tuần của tức là nội thất ở trong xe để mọi người nhìn thấy nhá. Đó, nó đông không quá gì máy bay đâu mọi người, rất là tuyệt vời để trải nghiệm. À, tiếp là nó đi buổi tối chứ ban ngày thì chúng ta còn đi du lịch nhiều Đà Lạt, cái cảnh của thì Đà Lạt chắc chắn này, cái đó, hãng mọi xe ạ. Này mọi người nào liên hệ chúng ta đi xem quan sát xem là nó có đáng đồng tiền bắt gạo để chúng ta đi không mọi người nhá. Let's go. Bây giờ Thu Hà đã lên xe rồi, lên xe rồi. Và đây là cái chỗ nằm của Thu Hà. Đây là cái ghế gần như ở đằng sau đấy, ghế 21 mọi người nhá. Thoải mái để chân này, có một cái màn hình trước mặt, bên cạnh là có đây những cái nút điều khiển lạnh nóng, rồi có cả chai nước rồi cả khăn lạnh đấy. Để khi mà chúng ta nhìn lên trên chúng ta vẫn ngồi được mọi người nhé, không quá là thấp đâu ạ. Đấy bên ngoài đấy, bật cái rèm cửa lên. An Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải limousine, quá là tuyệt vời. Mọi người nhớ cái số điện thoại này để liên hệ với nhà xe mọi người nhé. Rồi, sau một giấc ngủ thì Thu Hà đã tới Đà Lạt rồi mọi người nhá. Bây giờ là 5 giờ sáng. Đây, Đà Lạt mộng mơ, tức là như trong phim hay là xem những cái clip ca nhạc, thì bây giờ Thu Hà đã hiện thực hóa nó bằng sự thật là Thu Hà đang đứng ở trên đất Đà Lạt rồi mọi người nhá. Lúc này rất là lạnh và teo tót rồi. Thu Hà sẽ đi bộ một khoảng tầm khoảng vài trăm mét thì tới cái khách sạn. Gần tới khách sạn và Thu Hà đã liên hệ trước. Khách sạn này thì nằm ngay ngoài đường luôn mọi người nhá. Nó là tức là cái khách sạn này với giá thành nó cực rẻ luôn mọi người nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy phòng đây. Thu Hà sẽ lấy phòng đơn nhá. Tại vì Thu Hà có ở mỗi một đoàn, nhưng mà mọi người đều có đôi, có cặp. Thu Hà đi có một mình nên có một mình thôi. Bây giờ thì Thu Hà sẽ quay vòng quanh cái khách sạn, cái phòng này review cho mọi người biết nhá. Đây ạ, có rèm cửa, có ban công. Đây, nội thất nhà tắm rất là xịn sò. Khách sạn này rất là mới, tất cả mọi thứ đều cảm ứng hết mọi người nhá. Đây, quá là tuyệt vời. Thì bây giờ là Thu Hà sẽ ngủ một giấc, sau đấy rồi lấy lại sức thì bắt đầu mới tiếp tục cuộc hành trình. Let's go. Thôi đi ngủ thôi mọi người ơi. Let's go. Bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta đi du lịch 2 ngày tham quan, 2 ngày 1 đêm của Đà Lạt, xem nó có những cái gì nhá. Bây giờ thì đoàn của Thu Hà sẽ đi tìm đồ ăn sáng, xem ở Đà Lạt có đặc sản gì nào. Nào mọi người cùng bắt đầu với Thu Hà nhé. Xem nào, ở đây có gì nào. Bánh can, bánh can đó hả? Nghe lạ quá hả? Đây hành đúng không? Ủa, nhưng mà sao nhìn cái xô cái nó bất vệ sinh thế nhỉ? May quá, chỉ để đựng trứng thôi. Còn cô chú này đang đổ cái bột gạo vào trong những cái... Ủa sao nhìn nó giống bánh khọt thế mọi người ạ? Không phải đâu, cái này là bột gạo. Sau cô đấy cô chú làm nóng nó và làm chín nó bằng nhiệt độ than nhá, than hay bếp củi vậy. Sau này đổ cái bánh vào, sau đấy đập một quả trứng cút vào trong đấy. Thì trong cái quá trình nó nóng lên thì bên dưới ăn nó giòn, bên trong nó sốt. Thì tí nữa Thu Hà sẽ ăn thử cho mọi người xem nhá. Ten, bánh can xong rồi chúng ta sẽ ăn với xíu mại. Xíu mại là có hai viên kiểu như chả ngoài Hà Nội của ta đấy. Sau đó rồi với cái hành lá đó mọi người. Ăn nó rất là, mùi vị nó rất là lạ, rất là ngon, dễ ăn, không hề ngán. Tại vì nó không có mỡ. Nó khác cái bánh khọt là nó không có mỡ mọi người nhá. Rồi, tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta nào. Vũ Đà Lạt thôi mọi người ơi. Đây là đường này. Đâu, mọi người có biết không? Mọi người có biết không ạ? Ok,
Đây là trung tâm của Đà Lạt mọi người nhá. Đây là Hồ Xuân Hương đây nè. Hồ Xuân Hương rất xung quanh bên ngoài này này là Hồ Xuân Hương mọi người ạ. Nghe nó rất là thơ mộng, rất là lãng mạn phải không ạ? Đi lên trên Đà Lạt phải có người yêu nhé, cho nó lãng mạn tại vì chỗ có không khí nó rất là tuyệt vời, nó rất là gì mà này nọ mà chỗ có thêm một em nào ấp gọi là ối rồi hết nước chồng đấy các tình yêu nhé. Thì ngày hôm nay lịch của đoàn Thu Hà là sẽ lên Lang Biang mọi người nhé. Bây giờ chúng ta đã đến Lang Biang, nghe nó rất là gì vật này nọ nhỉ, nó rất là lãng mạn, nó rất là tuyệt vời. Thì bây giờ Thu Hà sẽ đi vào bên trong mua vé và chúng ta sẽ lên trên đỉnh đồi luôn mọi người nhá, khám phá xem Lang Biang là như thế nào, nó tuyệt vời ra làm sao, hay là nó có một cái gì đó nó rất là lãng mạn, nó rất là tuyệt vời, thì chúng ta phải đi mới biết được mọi người ạ. Thì bây giờ đoàn của Thu Hà sẽ mua vé và chúng ta sẽ lên trên, let's go. Khi mà đoàn của Thu Hà mua vé là có một cái xe trung chuyển, tức là cái xe này là cái xe Jeep chú tài xế sẽ đưa đoàn của Thu Hà lên trên đỉnh núi Lang Biang để tham quan. Bên dưới này chỉ là bên ngoài mọi người nhé. Lưu ý là họ sẽ đi rất là xa, rất là cao. Nếu mà ai đó thì say xe sẽ tốc độ ấy, thì sẽ dễ chóng mặt, dễ lộn đấy. Bởi vì lên trên đấy nó rất là vòng vèo, vòng vèo, nó rất là quanh co. Là đã một lần ai đến Đà Lạt cũng phải lên một lần để xem nó như thế nào, rất là tuyệt vời mọi người nhá. Thu Hà chỉ biết nói là nó quá tuyệt vời mọi người ạ. Tại vì làm sao ạ? Trên đỉnh núi chúng ta nhìn xuống hiện tại thì mây đang sương mù chứ không phải mây, nói thì chết không mọi người lại ném đá cho. Tức là sương mù đang phủ kín tại vì mọi người không nhìn rõ được, khi mà nó tan sương ra thì chúng ta sẽ nhìn dưới là hoàn toàn nhìn rõ, tức là trước tiên tuột ở trên đỉnh núi và chúng ta nhìn xuống quan sát ở dưới và nó rất là rộng, trong này có đầy đủ này, có rất là nhiều cái gọi là view đẹp để mọi người có thể là chụp chè theo các chế độ, ví dụ như lãng mạn hay là ngầu lòi hay là chúng ta muốn cưỡi ngựa hay chúng ta đi xe ngựa đều được mọi người nhá. Trên này là một con trâu vàng mà anh nào đặc biệt là sinh năm con trâu thì có thể là xin vía của nó. Còn bên này còn cái rất là nhiều những cái không gian mà Thu Hà chưa anh có con kịp kìa review cho mọi người cùng biết, thì mọi người hãy quan châu sát xem, hãy đến Đà Lạt châu vàng một lần đấy, và hãy lên Lang Biang một lần mọi người nhá.
bụng đang đói meo rồi và cần ăn một cái lẩu bò Hồng Kông. Trong cái view qua nó rất là đẹp mọi người nhá, khá là ổn nhưng không biết đồ ăn như thế nào. Trên này không khí lạnh ấy thì chúng ta nên ăn lẩu. Ok, mời mọi người cùng đi vào với Thu Hà xem là cái giá thành hay là cái chất lượng của cái quán này như thế nào nhá. Thực sự ra là 280k một cái nồi lẩu và 3 miếng thịt thì thôi thì ối rồi, ăn cũng tạm được. Và bây giờ Thu Hà sẽ di chuyển đến chợ đêm Đà Lạt mọi người. Trên kia là rất là đông, rất là lạnh. Và chủ yếu ở đây là món ăn vặt, quần áo cũng như các cái chợ khác thôi. À, nhưng mà nó nằm ở dưới trên này, mọi người tí nữa mọi người sẽ quan sát là kiểu như là ở trên đồi đó mọi người, nó cứ vát vát kiểu nó không có bằng phẳng như ở ngoài. Rất nhiều nhất thì vẫn là nước đậu và bánh tráng nước. Tức là nó giống đặc sản ở đây vậy đó mọi người nhá. Đặc sản ở đây là bánh tráng nướng hành nước, sữa đậu nành nhé, sữa đậu nành nóng. Tại vì làm sao mọi người ưu tiên cái đồ nóng ăn ở trên này thì khá là lạnh nhé. Đồ ăn thì cũng hơi bị cay, ưu tiên cái đồ ăn nóng. Thank you.
Ở đấy, cà phê ở bên kia đẹp hơn này. Rất là tiếc ngày hôm nay đoàn Phú Hà đi thì không có mây mọi người ạ. Nghe nói mọi người dân bản địa ở đây mọi người nói là khi mà có mây á thì nó sẽ từng đám nó bay 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 gần như mình bắt có mây luôn á. Cho nên là người ta mới gọi là thiên đường săn mây đó, tức là như thế. Khi mọi người vào đến Phú Đất, mọi người tới Đà Lạt, còn gì để tuyệt vời hơn đâu, cái không khí đấy, mây ở trên kia kìa, nhưng hôm nay nó không có mây kiểu như tà xuống nhá mọi người nhá. Đây chúng ta sang đi sâu vào trong cầu đất, nghe nói trong này là nó sẽ có rất là nhiều cái địa điểm sea view tuyệt vời. Thực sự là những con gái con Hà chúng ta là để check in mà thôi, những cái tu bin mọi người cả. Khi mọi người nhớ cái tu bin này chắc chắn là mọi người sẽ nhớ là cái gì ạ? Don Timote à? Say rõ phải không ạ? Rất là nhiều. Bây giờ thì nó hơi bị mờ cho nên mọi người nhìn thấy rõ, khi mà nắng lên á thì nó sẽ rất là rõ và rất là đẹp mọi người nhé. Mây thì nhưng mà hôm nay nó không phải là cái mây để chúng ta đi săn, mà nó chỉ là mây cũng trời để gió cuốn đi, được không ạ? Tây một xíu, nó nằm trên đồi chè và nó khá là nhiều view đẹp để chúng ta có thể chụp chè và check in. Tiếc là ngày hôm nay tôi không có mang đồ kiểu như là bánh bèo đi để review hoặc là để check in cái chỗ nó đẹp tuyệt vời như thế này mà mang quần áo màu đỏ nè. Bây giờ thì chúng ta ăn sáng thôi, lên muộn quá không có gì ăn sáng. Ăn có mấy cái bánh mì, vé vào xe là 101 và trong đấy chúng ta sẽ được khuyến mại một cái bánh ngọt mọi người ạ. Đây ạ, toàn cảnh
cái quán cà phê nằm trên đùi, trên đồi 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 à, cầu đất. Và bây giờ Thu Hà sẽ cắt quát một đoạn nè trên cầu đất cho mọi người cùng thưởng thức điệu đi gọi là bá đạo trên thực hạt gạo của Thu Hà. Đây, mọi người hãy quan sát hết xung quanh, quá là tuyệt vời. Nếu như là ai muốn á, đấy, có những cái lều này, nếu như ai muốn gọi là ở thưởng thức những cái khung cảnh nó hơi bị kiểu thiên nhiên một xíu đó, đặc biệt là có một đôi nào đó mà lên trên này gọi là quy hát hay là các kiểu thì đó là một nơi khá là lý tưởng đó mọi người nhé. Trời ơi mọi người quan sát kìa, những cái đám mây rồi những cái tu pin nó đang hiện ra kìa. Trời ơi, trời ơi, quá là tuyệt vời. Chỉ một từ thôi, tuyệt vời mọi người ạ. Hai từ chứ. Ôi trời ơi, người đọc một đẫn mà cứ đòi làm người mẫu kìa. Đấy là tôi, Thu Hà đấy mọi người nha. Bây giờ thì đã xong rồi, thì phải lên đường thôi, lên đường về với Sài Gòn thân yêu thôi. Thu Hà đã check một vé từ sân bay Đà Lạt bay về thành phố Hồ Chí Minh. Thu Hà sẽ đi Vietjet, tại vì là vé mua luôn cho nên là nó khá là đắt, hết 1,1 triệu mọi người ạ. Và bây giờ là một ông em cùng công ty đang đưa chúng ta ra sân bay và tạm biệt Đà Lạt mộng mơ thôi. Rất là tiếc nhưng mà tôi hẹn Đà Lạt.
vào năm sau rồi chúng ta sẽ wow, nhưng mà lại ôi ôi, xe của bạn này chỉnh sò quá. Bạn ấy mở ra để cho Thu Hà review. Tạm biệt Đà Lạt, tạm biệt thành phố mộng mơ, tạm biệt những cái câu từ thi ca lãng mạn như thung lũng tình yêu hay hồ Xuân Hương. Thu Hà phải về với Sài Gòn phồn hoa đây ạ. Xin chào.
của